em tính anh đi cho rồi. Tiền đâu mà cưới anh đây, vì nhà em nghèo khó anh ơi. Em biết anh yêu em cũng nhiều, mà ba má em không cho em liều. Biết vậy ngày xưa ta được chơi, được bơi vào cờ bạc, để giờ đây phải làm muốn ngừng hơi. Nhưng dù có mất tất cả, không được mất chính mình, xây dựng là cơn ngơ. Hey, yeah, phải có làm thì mới có ăn. Đây là khi Papa Phong lỡ chặn TikTok của Mama Sam. Cứ thế này thôi, là nó hiện lên một cái phần gọi là không quan tâm. Em bấm vô cái phần không quan tâm rồi xong tôi bấm vô luôn rồi ông nội ơi, rồi xong luôn. Xong luôn, nó chặn luôn video của Sammy rồi. Tôi tính ví dụ thôi mà tôi bấm nhầm vô rồi, no. Sam ơi, oh my god, tôi quay lại đây. Chết rồi, xong rồi. Xong rồi tôi lỡ chặn Sammy thiệt rồi mấy ông ơi. Đó mấy bạn chỉ cần bấm vô mấy bạn chặn thôi. Chết rồi, no. Sammy của tôi, no. Rồi xong, tôi lỡ bấm nút không quan tâm rồi, no. Sammy của tôi, no. Làm cách nào mở lại các bạn? No, no, rồi xong rồi, làm cách nào mở lại các bạn? No, lỡ bấm chặn rồi. Cách nào mở lại các bạn? Mở cách nào mở lại các bạn? Chết giờ sao ta? Mở làm cách nào ta? Từ từ. Công cụ dành cho tác giả hả? Không phải cái này. Thôi tí nữa tôi hỏi cách mở, tôi lỡ bấm nút chặn luôn rồi, trời ơi. Ví dụ sao lỡ bấm nút chặn luôn rồi. Ví dụ sao lỡ bấm vô tại mấy ông mà tôi ví dụ cho mấy ông xem mà tôi bấm tôi chặn Sammy của tôi luôn rồi. Trời ơi. Giờ Sam đang TikTok làm sao tôi xem được đây? Trời ơi, bà Sam bả mà biết tôi chặn TikTok của bà giết tôi. Trời ơi. Chị gái là biết liền. Trời ơi, xíu không là con nhít nhìn siêu tâm đi em thấy gì không? Đó mà mới sơn màu lên nè. Sơn màu cam màu vàng đấy. Send it to my phone. You already know. I'll keep it. Có thể gặp sẽ awesome, có thể ta đừng awesome. Hẹn ngày sau sẽ gặp nhau. Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai mỗi xa được đâu. Gặp nhau cũng xuyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu. Người ta ép mơ ép giàu, nào ai ép xin được đâu. Tình yêu đến không mong cầu. Rồi mai có khi đi dài lâu. Châu Đích Tôn, Châu Đích Tôn, Châu Đích Tôn. Châu Đích Tôn đầu tiên là phú hào, ông bà là địa chủ, ba mẹ phải thù lao. Mua nguyên cái màn hình về chỉ coi nhóm này thôi. Ôi nhóm này nhóm nào mà có vẻ là ông thích nhóm này chứ hả? Hẹo tim. Baby tôi trong camera, tôi throw the only way now. Ôi à rồi. Có đem thằng cô chạy quanh hay cô công chúa. Mẹ ơi, ông bạn, bạn ơi, bạn nào vậy? Bạn nào vậy? Sao quý ạ? Sao mày có tôi sao bảo vậy ơi? Mấy người ơi giỏi, mấy người bắt nạt tôi nè, chứ mấy người đừng có bắt nạt Sammy. Ở chỗ này á chỉ còn có hai đứa mình thôi, cho nên là tôi sẽ nói luôn, tôi muốn Sammy từ bạn thân trở thành bạn gái của tôi. Năm biên thành đôi nhìn tới xa xăm, ta thân và có nhau, hai ta ngồi mơ hơi sức dính cái bầu hay nhà ta cứ solo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tình con người ta, ông phải đưa cho bà này hai stack kim cương, ông có chấp nhận không? Đúng rồi, bà mới chịu. Tôi đòi 1.000 kim cương có cưới tôi không, hay ông bỏ tôi luôn. Bye bye. Gì? 1.000 kim cương hả? Trời ơi, đói với Sam á, 1.000 kim cương. Đưa gì kia với em nhanh lên, đưa gì kia. Em cần bao nhiêu kim cương cũng được, mày bao nhiêu kim cương cũng được. Được bơi vào cờ bạc, đến giờ đây phải làm muốn gần hơi. Nhưng dù có mất tất cả, không được mất chính mình, xây dựng là cờ người. Ê, yeah, phải có làm thì mới có ăn, đó là tiêu